Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Câu chuyện một du học sinh Việt Nam tại Mỹ xúc phạm Chúa và cái kết thật bất ngờ. Sinh ra trong một gia đình ba má không có đạo, bên nội có đạo nhưng đã mất gốc từ đời ông nội, không biết đạo là gì. Hồi nhỏ chỉ nghe cô chú kể là ông bà có đạo nhưng chết là hết. Đất thánh giải tỏa bốc cốt đem vô chùa, giờ ai cũng thờ ông bà, đi chùa, không có liên quan gì tới nhà thờ nữa. Hồi mấy năm đầu đi du học ở Mỹ, ghét đạo Chúa, hễ bạn bè nào nói tới Chúa là ghét. Ba má đỡ đầu ở Santa Ana là hai ông bà gốc người Thụy Sĩ, dù tới nhà thờ chưa bao giờ mình tới. Tối tụng kinh niệm Phật, lệ lương hoàng sám, chỉ chú đại bi, cuối tuần tới chùa giác viên sinh hoạt. Mà ngộ, cứ mỗi lần tới chùa là nghe quý thầy công kích đạo công giáo, nói đạo phản khoa học, mê tín, còn đừng kêu mấy ông linh mục là cha. Quý thầy nhờ mình dịch tiếng Anh cho mấy em người Việt trẻ lớn lên ở Mỹ hiểu đặng giáo lý khoa học của đạo Phật mà đả phá cái đức tin đen tối của Kinh Thánh. Làm tôi cũng ghét đạo Chúa, không đạo nào khoa học bằng đạo Phật, vì cách đây 2.500 năm trước, Kinh Lăng Nghiêm đã nói rằng Phật thấy 84.000 chúng sinh trong nước, tức đạo Phật đã thấy được vi trùng, đi trước khoa học. Quý thầy sư thì nói khác, vô trưởng Mỹ học thì thầy cô nói khác, giáo sư giảng viên ở Mỹ cứ kêu học sinh hãy đọc Kinh Thánh để được sáng suốt và có lòng nhân đạo, thông minh. Nhờ Kinh Thánh, nhờ tổ chức tôn giáo, nhà thờ mà làm cho xã hội Mỹ phát triển, đề cao nhân quyền, yêu thương, trọng mạng sống con người, yêu và bảo vệ thiên nhiên, động vật, đồng thời làm tân hóa xã hội. Đi học sẽ nghe giảng như vậy. Tò mò nên phải tìm hiểu, suy nghĩ trong lòng tại sao đạo Chúa mê tín, phản khoa học mà cả phương Tây họ tin. Tín đồ trong khối Kitô giáo trên 2 tỷ, rất nhiều người công giáo được giải Nobel và nhiều giải thưởng cao quý khác. Các nhà bác vật phát minh ra, nhãn khoa, di truyền học, huyết học, viễn thông, điện tử toàn là người công giáo, Catholic. Kinh Thánh dạy gì, nhà thờ giảng gì, mê tín, phản khoa học, chống loài người. Nhân quyền, dân chủ, bảo vệ sự sống, phẩm giá con người, yêu động vật, bảo vệ trái đất mà cả phương Tây làm đều bắt nguồn từ văn minh Kitô giáo, là văn minh Tây phương. Một buổi tối đêm Giáng sinh năm 2007, lần đầu tiên bước tới nhà thờ chánh tòa Newark. Ca đoàn, bàn thờ lộng lẫy như cung điện, đàm phong cầm không cần micro hay loa, với dàn ống to bự như cây cột nhà cổ xưa chạy quanh nhà thờ, rất văn minh. Linh mục, kinh sĩ, giáo dân đi từng đoàn xếp hàng rất trang nghiêm, cổ kính và lịch sự. Ca đoàn hát như thiên thần, nổi hết da gà, như trên thiên đàng chứ không còn tại thế. Chuyện rất dài, ai có duyên gặp tôi thì nhất định tôi sẽ chia sẻ hầu chuyện này. Trải qua nhiều thử thách chứ không phải đơn giản. Hay hẹn hôm nào có thời gian sẽ chép lên đây để hầu quý vị. Nhiều lần đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ, cầu nguyện, cuối cùng tôi đến với Chúa trong ngày lễ phục sinh năm 2008. Con đường đến với Chúa vì chửi Chúa. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Thánh vị 125, câu 7, bài chỉ dành riêng cho đồng đạo đọc, thích đọc thì like, không thích thì lướt qua, không comment chửi rủa. Bài không có ý xúc phạm tới tôn giáo, chỉ kể chuyện và nói lên cảm nhận riêng của mình. Tác giả Petrus Jean Baptisti. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay khoa học phát triển vượt bậc, càng ngày con người càng nghĩ họ làm được tất cả mọi sự. Và vì thế, không có chuyện Chúa tạo ra con người mà chính con người tạo ra Chúa. Họ bảo rằng niềm tin Kinh Thánh là phản khoa học, đi ngược lại với sự tiến bộ của thời đại. Sau đây là câu chuyện về một giáo sư tiến sĩ Việt Nam suốt 13 năm tuyên truyền cho chủ nghĩa vô thần chống Chúa. Nhưng rồi, cái kết thật bất ngờ. Mời cộng đoàn cùng theo dõi. Con nay trở về. Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng miền Bắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Suốt 10 năm trung học phổ thông, tôi luôn luôn được dạy rằng vũ trụ này tự nhiên mà có, không có ông trời nào hết. Rồi tôi vào học ngành vật lý của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tôi phải học triết học duy vật một cách hệ thống. Trong đó, sợi chỉ đỏ xuyên suốt là quan điểm vật chất có trước, vật chất quyết định ý thức.
chỉ có những gì con người cảm nhận được trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các giác quan mới tồn tại. Như vậy, chủ nghĩa duy vật đương nhiên chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, vì không ai có thể sờ hoặc cảm nhận được Ngài nhờ giác quan của mình. Lúc đó, tôi cảm thấy chủ nghĩa duy vật là đúng. Ai tin có Thiên Chúa, tôi đều coi là duy tâm, mê tín dị đoan cả. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm nghề dạy học. Vì thực tâm tin ở sự đúng đắn của chủ nghĩa duy vật, nên tôi giảng dạy rất say sưa, không thấy gò bó gì cả. 10 năm dạy học là 10 năm tôi bước đi trên con đường xa cách Chúa và chống lại đường lối của người. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy xót xa, ân hận vô cùng. Nếu linh hồn của lớp đàn em tôi bị hư mất, thì tôi phải chịu một phần trách nhiệm. Năm 1976, tôi trở thành nghiên cứu sinh ở Hungary. Tôi không dạy học nữa mà về xin làm ở Viện Vật lý Hạt nhân, Viện Khoa học Việt Nam. Về sau, tôi được cử làm trưởng phòng nghiên cứu vật lý hạt nhân và tôi đã đi dự một số hội nghị khoa học quốc tế để báo cáo về công trình nghiên cứu các phản ứng hạt nhân vào mục đích hòa bình. Tôi thấy toại nguyện về sự nghiệp của mình. Bây giờ, khi đã tin vào Chúa, tôi thấy kế hoạch Ngài đào tạo tôi thật kỳ diệu. Không có bàn tay chăm sóc của Ngài thì một thường dân như tôi làm sao được ưu đãi đến thế? Cảm ơn Chúa thật nhiều. Vì nhiều lý do, năm 1989, tôi vô tình gặp một nhà truyền đạo Hà Lan. Ông đã tặng tôi một cuốn kinh thánh. Tôi bắt đầu đọc thử và ngay từ dòng đầu kinh thánh, tôi thấy thật vô lý. Ban đầu, Thiên Chúa dựng nên trời đất, lương tri tôi bật lò xo. Nhưng rồi tôi nhớ lại, chính Newton cho rằng sở dĩ các thiên thể chuyển động nhịp nhàng là nhờ cái hích cầu đầu tiên của Thiên Chúa, mà trước kia tôi cho là hoàn toàn sai lầm. Tự nhiên nghĩ lại, chẳng lẽ một nhà phát minh vĩ đại của lịch sử nhân loại lại kém thế sao? Và tôi tự trả lời, không thể được, chắc là mình dốt. Có lẽ Thiên Chúa có thật. Và tôi đọc tiếp và dần nảy sinh câu hỏi, sức mạnh nào khiến tỷ người trên thế giới? Trong đó, hầu hết các nhà khoa học vĩ đại mà tôi ngưỡng mộ đều tin vào Kinh Thánh. Họ cuồng tín hay ngu dốt? Từ cuốn Kinh Thánh đó, tôi rút ra được những câu thế này. Isaac Newton kết luận, trong Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn bất cứ một câu chuyện nào chống về nó. Albert Einstein phát biểu, khoa học không có tôn giáo thì mù lòa, tôn giáo mà thiếu khoa học thì què quặt. Tôi nhớ lại câu nói của Newton sau khi ông phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn. Nhiều người hỏi, làm thế nào ông phát minh ra định luật vĩ đại này? Ông cười trả lời, đó là nhờ tôi đứng trên vai người khổng lồ. Chúa như đang nhắc nhở tôi, hãy đứng trên vai người khổng lồ này thì con sẽ nhận ra chân lý của ta. Cái tư tưởng vô thần dần bị đánh bật khỏi đầu tôi. Xưa nay tôi nghĩ, không có Đức Chúa Trời vì không ai chứng minh được sự hiện diện của Ngài. Nhưng bây giờ tôi lại biết đặt câu hỏi mới, ai đã chứng minh được Thiên Chúa không hiện hữu? Thật ra tôi thấy rằng tiền đề có Chúa dễ tin hơn là tiền đề không có Chúa. Nhà bác học Newton đã làm mô hình rất đẹp trên bàn. Ông bạn đến thăm khen và hỏi ai đã làm vậy. Newton hóm hình trả lời, tự nhiên mà có đấy thôi. Ông bạn không tin, Newton trả lời, thế tại sao cậu tin cả vũ trụ chuyển động nhịp nhàng này tự nhiên mà có, không cần đấng sáng tạo? Khi đã có niềm tin căn bản ấy thì mọi thắc mắc về phép lạ đều được giải đáp dễ dàng. Rồi tôi đọc những lời dạy của người tôi thấy thật xúc động và tình yêu Ngài thật vô biên. Ngài phán, ta là đường, là chân lý và là sự sống. Nếu không nhờ ta thì không ai đến được với cha. Ngài không đi tìm đường đi tới hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta, mà Ngài chính là con đường dẫn chúng ta đến cứu rỗi linh hồn. Ngài không nói một chân lý nào khác vì Ngài chính là chân lý tuyệt đối duy nhất. Và Ngài cũng là nguồn sống vì tổ phụ Adam của chúng ta đã nhờ sinh khí của Ngài mà trở thành một loài sinh linh. Còn nữa, con người tưởng rằng họ có thể đến được trực tiếp với Đức Chúa Trời bằng năng lực riêng của mình. Nhưng Chúa Giê-xu cho biết tội lỗi đã tạo ra hố sâu ngăn cách giữa nhân loại với Đức Chúa Trời. Ngài cũng phán, này ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Thật cảm động trước những lời dạy đầy yêu thương đó, tôi đã quỳ gối ăn năn về những tội lỗi trong những năm sống vô thần và thành kính mời Ngài vào làm chủ cuộc đời mình. Từ đó, tôi hoàn toàn đổi mới, tràn ngập ánh sáng bình an và hy vọng.
Trên đây là một câu chuyện ngắn của tiến sĩ Phan Như Ngọc. Nguyện xin cho đoạn văn ngắn này để góp phần nhỏ bé giúp mọi người tin nhận Chúa cứu thế, mời Ngài vào làm chủ cuộc đời mình và nhận được ơn cứu rỗi, tức là sự sống đời đời mà chính Ngài đã hứa ban tặng cho những người tin. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.